chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình ráp một bộ cửa nhôm sinh pha ở trên Long Khánh nha các bạn. Đây là phía trong nhà và đây là những cửa nhôm sinh pha của mình nha. Đường ráp nha các bạn. Và đây trong nhà. Và đây là trong nhà nhìn ra nha các bạn. Một bộ cửa nhôm sinh pha bề ngang là 2m35 và cao lên là 2m53 nha các bạn. Ở đây là một cửa sổ mở quay nữa mà có khung bảo vệ bằng sắt sơn màu xám sinh pha luôn nha. Nó quay này chữ A nữa mà. Nhôm nhập khẩu Quảng Đông. Ở đây thì mình mới vệ sinh phần trong nha các bạn. Là bà con cô bác nào làm cái nhôm sinh pha thì liên hệ, mình sẽ để số điện thoại trên tiêu đề nha các bạn. Và đây là phần phía ngoài nè, cái bộ cái nhôm sinh pha thì phía ngoài thì chưa vệ sinh xong và chưa có lột băng keo nha. Đây nha tất cả mọi người, mới lột và băng keo được hai cánh mé bên tay trái, còn mấy bên kia thì chưa vệ sinh xong nha. Ở đây là mé trong nhà nè. Ở đây thì có một cái cửa là xa, cửa đi sau nha bạn. Kích thước là 90x24 nè. Là cửa sau nha. Này thì mới có ráp kính và đóng nẹp thôi, chưa bắt ổ khóa nha các bạn. Và đây là phía ngoài của cái cửa nhôm mình, cửa nhôm sinh pha cửa sổ nha. Đó, cửa sổ nè, cửa sổ mở quay nha. Đó, có khung bảo vệ nè. Ở đây thì chưa vệ sinh, cũng chưa lột băng keo nha, mình đưa đó. Và phía ngoài là, đây là phía ngoài cái cửa sau nha, cửa đường cửa sau của nhà nè. Và trong nhà thì có một cái cửa, ở đây có một bộ cửa cửa đi cửa buồng nha. Kính mờ nè, anh em thợ là đương gia công. Đây là một cái cửa toilet, ở trong này nó hơi tối nha các bạn. Cửa toilet nè, cửa này thì cũng ráp bộ khóa rồi xong rồi, giờ chỉ cần vệ sinh nữa thôi, vệ sinh nữa là xong. Xin nữa là xong nha các bạn. Và đây là dàn cầu thang này.
ở trong nhà mình nhìn ra các bạn. Ở đây thì mình, các khu vực ở Long Khánh mà bà con cô bác ở trên cả nước có gần xa thì cần làm cử nhân sinh pha thì liên hệ số điện thoại mình để trên tiêu đề và mình sẽ báo giá tốt nhất cho bà con anh em nha. Ở đây thì có một bộ cửa chính nè, một bộ cửa sau nha các bạn, và một cửa toilet, một cửa buồng và một cửa sổ mở quay nha. Vậy là mình đã quay xong toàn bộ cái nhà ở đây cỡ 15-20 mét rồi, và mình cũng kết thúc video ở đây nha. Cho nên bà con trên cả nước đó làm cửa nhôm thì liên hệ, mình sẽ báo giá tốt nhất cho bà con và anh em nha. Anh em xem video thì nhớ like cho mình một like nha các bạn. Người này chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video.